Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Resolution. Ở cái video này, mình sẽ công bố cái kết quả giveaway hôm trước. Đồng thời thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà ngày xưa mình học FL nó như thế nào. Bây giờ phần đầu mình sẽ công bố cái kết quả giveaway trước nhá. Đây, mình xem lại cái video, xem lại cái thể lệ giveaway. Đây, đây là cái video review và giveaway cái con Rubik dạ quang ấy. Đó. Rồi. Thì đây, bây giờ mình sẽ xem lại cái thể lệ mới một chút này. Thể lệ nó là đây, thể lệ tham gia đây là like này. Và đăng ký kênh YouTube Progression trước 20 tháng 3 năm 2021. Các bạn có thể share video hay không, không bắt buộc. Comment một số có ba chữ số. Đó. Phần sau này có hay không không quan trọng. Và mỗi người comment một lần và không chỉnh sửa nhé. Nếu mà các bạn chỉnh sửa là các bạn đã vi phạm rồi. Đó. Nếu mà à đây kết quả là ba số cuối đã được biệt. PSMB ngày 20 tháng 3 năm 2021. Nếu không có người trúng thì phần thưởng sẽ được để lại cho lần vá tiếp theo. Còn nếu mà có nhiều comment trùng nhau thì sẽ lấy người có comment sớm nhất. Nếu mà mình phát hiện mà bạn nào gian lận thì mình sẽ ẩn khỏi kênh, lần sau mình sẽ không cho tham gia giveaway nữa. Đó. Nói thế cho nhanh nhé. Đây mình sẽ copy cái này vào đây. Đây, ISMB 20 tháng 3 2021 này. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đây 20 tháng 3 này. Các nhìn 21 này. Đó. Đây, số này to hơn này. Thì ba số cuối nó là số 438. Bây giờ mình sẽ vào mình tìm xem có bạn nào comment số 438 hay không. Đó. Nhìn này, các bạn nhìn này, chỗ này có một cái 438 này. Ngoài gian lận này, các bạn thấy không? Comment như thế này là mình nhận khỏi kênh, là lần sau sẽ không cho chơi vào nữa đâu. Chơi kiểu gian lận thế này ai chơi lại được. Bây giờ mình sẽ vào phần nội dung này. Và mình sẽ vào đây. Đây là cái video review và giveaway. Đó. Và mình sẽ vào cái phần bình luận. Thì ở cái phần bình luận này, nó sẽ hiển thị tất cả những cái bình luận của cái video này. Nó sẽ không hiển thị ở bình luận của video khác. Đó. Thì đây có một người này, comment 9 giờ trước. Bây giờ là 21 giờ 2 phút. Ngày 21 tháng 3 nhá. Cái comment này thế này thì kiểu gì chả trúng đúng không? Đó, bỏ luôn cái này đi ạ. Cái này cũng thế này, mình sẽ bỏ luôn cái bình luận này đi nhé. Chơi thế này thì ai chơi được đúng không? Còn cái này comment 2-3 giờ trước thì cái số này không trúng rồi, nên là mình chả muốn bỏ. Nếu mà bạn nào gian lận mình sẽ ẩn cái này, ẩn người dùng khỏi kênh, lần sau không chơi vào A được nữa. Đấy. Bây giờ mình sẽ tìm đây, thằng này này đã chỉnh sửa này, các bạn nhìn thấy không? Nó có chữ đã chỉnh sửa này. Chơi như thế này thì mình ẩn thẳng luôn, không cho chơi nữa, lần sau không cho chơi nữa. Bây giờ mình sẽ kéo tất cả những cái comment. Mình sẽ phải kéo lên tận dưới cùng và đến cái comment đầu tiên. Mình phải kéo hết thì cái công cụ tìm kiếm của Google nó mới tìm được. Nếu mà không kéo thì nó sẽ không, nó không tìm được hết. Nó chỉ tìm được mấy cái đầu thôi, mấy cái mà nó hiển thị thôi. Chơi cái kiểu gian lận, chơi sửa comment thì ai sẽ trúng. Người như thế thì ẩn luôn. Còn những bạn mà comment muộn thì may ra còn được tha, nhưng mà chơi thế nó cũng không công bằng đúng không?
Đây, đến cái comment đầu tiên rồi đây, các bạn nhìn ha. Cái lúc này là mình chưa đăng cái thể lệ giveaway này. Đây, các bạn vào comment này. Đó. Đây, ở đây cho thể lệ này. Đó, thì bây giờ mình sẽ tìm nhá. Em chuẩn ép này. Sẽ tìm số 438 này. Đó, nó sẽ ra ba cái kết quả này. 1 trên 3 các bạn nhìn thấy không ạ? Bạn nhìn kia không? Đây, 1 trên 3 kết quả này. Thì đây nhá, cái kết quả đầu tiên này. Tụi mình chung số kết quả là 438, mong xem có ai trúng thì sẽ đến lượt mình à, đến lượt hai tụi mình, chắc là đến lượt hai tụi mình. Này comment 428 này, cu này comment 428. Đó. Nhưng mà không trúng rồi. Số là 438 thì cái đây là một kết quả đầu tiên này. Kết quả thứ hai này. 435. 438 có trúng không anh? Bạn 435 còn người ta 438 thì không trúng đâu. Nói chung là bạn này đây, ở đây có một cái 438 và một cái 438 nữa thì nó là cái này. Thì đây là tất cả có ba cái, nói chung là bạn này gần trúng và bạn này thì cũng gần trúng 428. Vậy là cái lần giveaway này thì tiếc là không có bạn nào trúng rồi, nên là cái con pyramid dạ quang này mình sẽ để ở cái lần giveaway lần sau, và mình có thể là mình sẽ để giveaway trong cái tháng này luôn. Mình sẽ nói chung là mình sẽ giveaway sớm nhất có thể cho các bạn, chứ mình không muốn kéo dài sang cái tháng sau. Đó. Tiếc là hôm nay không có ai trúng thôi. Thì tiện đây thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà mình học cái FNL nó như thế nào. Đó. Ngày xưa mình học FNL nó như thế nào. Đây. Để một cách này. Mình sẽ xem những cái video giải ví dụ của Felix chẳng hạn. Bạn có thể xem các cái video giải ví dụ đây, vào đây, hoặc là các bạn xem, hoặc là các bạn xem những cái anh ấy giải ấy, xong các bạn tua chậm lại để các bạn học FL. Như mình ví dụ này, ngày xưa là mình học cái kiểu này. Đây, ví dụ mình sẽ ví dụ một cái video này nhé. Đó, góc quay nó dễ nhìn này. Thì mình sẽ chỉnh lại cái tốc độ chậm nhất này. Tốc độ phát này. Mình sẽ để là 0,25 này. Đó. Mình sẽ dừng lại, mình xem. Đây. Thì khi mà các bạn để cái tốc độ này đấy, các bạn có thể nhìn được là anh ấy chơi như thế nào. Đó, đây là cách, đây là một trong những cách ngày xưa mình học F2L. Nói chung là mình học nhiều cách lắm. Đây là một trong những cách mình học này, các bạn nhìn này. Bạn xem nhé. Nếu mà tốc độ 0,25 nó vẫn nhanh quá thì các bạn có thể cho nó dừng lại, các bạn bấm dừng video lại. Cái này chắc là giải cross màu trắng rồi, nhìn thấy có hai cạnh này. À không phải. Chắc không phải màu trắng đâu. Đây các bạn nhìn này. Đấy, các bạn cho tốc độ 0,25 thôi. Sau đó là nhìn thật chậm thôi. Chỉnh thật chậm. Đấy. Đấy, xong cross này, cross màu trắng này. Đấy, các bạn có thể dừng như này các bạn nhìn. Đấy, các bạn dừng lại này. Đây có một cặp F2L này các bạn thấy không? Đấy, vừa cho một cặp này vào này. Đây mình kéo ngược lại cho bạn xem nhé. Đây có một cặp này xanh biển đỏ này. Đấy, vừa cho vào này. Đó. Tiếp tục này. Đấy. Cặp tiếp theo này, đây này. Đấy, vừa ghép được một cặp này. Đấy, xong rồi, cặp cuối này, màu trắng này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, thật chậm thôi. Đó.
Đó, cặp cuối này, OL này. Chung là không kịp nhìn luôn. Có những cái làm nhanh quá mình cũng không không thể nhìn kịp luôn. Tiếp tục này. Đây là cross màu vàng này. Đấy, xong một cặp này. Mình xong thêm một cặp đằng sau này, nghĩ sao vậy cơ? Bạn thấy không? Nói chung là cái này thì dành cho những bạn sắp tầm khoảng 15 đổ xuống ấy, mình sẽ tốt hơn. Bởi vì mình nghĩ là những bạn sắp 20 chắc là làm như thế này, học như thế này nó hơi bị khó, vì các bạn sẽ khó nhìn ấy, không kịp nhìn luôn ấy. Đấy, một cặp này. Đấy. Cái này sai. À, cái cặp này vừa giải bị lật này. Đó, anh đổi lại này. Đây một cặp này các bạn nhìn thấy không? Vàng này, xanh lá cam này, xanh lá cam này. Cho vào đây này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy. Đấy. Cho vào này. Đấy. OL này. Đấy. Đây, PL chữ V này. Đấy, các bạn thấy không? Đỏ này, cam này, xanh xanh này. Đấy. Đó. Nói chung đây là cái cách mà ngày xưa mình học FL. Đó. Nếu mà các bạn để cái tốc độ này thì chắc là không xem được đâu. Đây, mình xem nhé. Đó. Thì trên đây là cái video mình công bố kết quả giveaway và hướng dẫn các bạn cái cách mà ngày xưa mình học FL như nào. Thì sau này mình sẽ chia sẻ thêm một vài cái cách học FL khác của mình. Thì nếu các bạn thấy thích video này, để cho lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.